Đỗ Quốc Việt Tuấn xin kính chào anh chị cùng toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021 và tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Tuấn, chủ kênh Đồ Gỗ Quốc Việt Tuấn. Và hôm nay cơ sở của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gửi tới toàn thể quý vị, tới quý anh chị một pho tượng cụ Đạt Ma Sư Tổ, chất liệu bằng gỗ hương tà đỏ, hàng đẳng cấp và đỉnh cao luôn. Đây là một trong những pho tượng cực kỳ thần thái, hàng siêu đỉnh cao, siêu khủng luôn. Kích thước của pho tượng này thì cụ Đạt Ma này là chiều cao là 1m58 phân và nhân chiều ngang là 60 phân, cùng với đó là nhân chiều sâu là 51 phân. Pho cụ Đạt Ma này đã được cơ sở chúng tôi là hoàn thiện kỹ giấy giáp cũng như là si sáp và đánh cho một lớp vết ly bóng mờ trơ vân gỗ theo đúng lối cổ. Và quý vị nào mà thực sự có nhu cầu muốn sở hữu pho cụ Đạt Ma này thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho đơn vị của chúng tôi thông qua hai số điện thoại ở trên màn hình đây là 083 626 9999 hoặc qua số Zalo là 0985 230 888. Và địa chỉ cửa hàng chúng tôi là ở số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Hoặc quý vị có thể đến khu tượng đài thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Cơ sở chúng tôi cách khu tượng đài rẽ vào trong cổng nàng mất chừng vài trăm mét. Và sau đây tôi sẽ đi vào đường nét pho cụ Đạt Ma này để cho quý vị cùng xem. Và đây là một trong những pho cụ Đạt Ma hàng siêu khủng luôn thưa quý vị, và hàng đục cực kỳ thần thái luôn. Đấy, tôi quay một lượt để cho quý vị cùng xem lại tổng quát cái dáng cụ này. Đó, tôi sẽ đi vào đường nét chi tiết. Và nếu mà chơi về phong thủy thì cụ Đạt Ma này sẽ trấn trạch trừ tà và mang lại thật nhiều tài lộc cũng như là thịnh vượng cho gia chủ ghê. Đó, tất cả những cái điều xui xẻo cụ sẽ trấn trạch trừ tà, rất là ý nghĩa luôn, cũng như là chơi phong thủy cực đẹp luôn ạ, đỉnh cao. Đó đây ạ, trước sau như một luôn. Và hàng gỗ thì lành lặn lục lõi. Và đây tôi quay từ trên dưới để cho quý vị ngắm đây ạ. Nét mặt quá thần thái luôn, từ dáng áo tà áo bay vẻ lên rất dẻo luôn. Đó, hàng siêu đỉnh cao luôn. Và đây tôi quay lát mặt trước để cho quý vị xem đây ạ. Đó, quý vị có thấy khuôn mặt cụ đấy ạ. Người nghệ nhân thổi hồn vào phải nói là quá đỉnh cao luôn, đục tay, đục thủ công bằng tay để tạo ra một cái tác phẩm siêu đỉnh cao như này. Và tất cả đều là một cục gỗ hương nguyên khối nha thưa quý vị. Cục gỗ hương ta nguyên khối và gỗ hương ta này thì bây giờ bán thì tính bằng cân. Đó, cũng tính bằng cân. Và hàng 60 như này, chiều rộng 60 và cao 1m58 này thì sẽ được hàng ván thưa quý vị. Đó, hàng ván rất là giá trị luôn ạ. Đó, và đây quý vị thấy mắt này, mắt rồi thì mày, lông mày rồi thì râu. Đó, rất là đẹp luôn. Cùng đó là mũi. Đó, và bên này là tai. Đó, quý vị thấy là nó đỉnh cao không ạ. Và trên đây cụ cầm một cái cây gậy bằng gỗ. Đó, và treo những cái lón, những cái đồ cá nhân treo trên, ở trên là rất đẹp luôn. Và từ những cái xương ức đây, người thợ thổi hồn vào những cái áo đây ạ, y xì như thật luôn. Và đây là một chiếc giày. Đó, chiếc giày cụ cầm ở trên tay. Đó, cùng với đó là bàn tay đấy ạ, được đục từ các cái ngón tay. Đó, ngón tay đây, các ngón tay y xì như tay người thật luôn. Từ những ngón cái, ngón út, ngón trỏ đấy ạ. Đó, quý vị thấy là người nghệ nhân thổi hồn ra có đẹp không? Không ạ. Thổi hồn vào lòng gỗ để tạo ra những cái tác phẩm để đời. Và đây những cái táo đấy ạ. Và gỗ hương này thì quý vị thấy là hương đỏ, hương đắt tiền nhất, hương số 1. Hiện tại là hương này là hương ta là hương số 1, đứng đầu bảng luôn. Và đây là cây gậy đấy ạ, đục rất là cằn cỗi, già y xì như thật luôn. Và các tà áo vẩy ra đấy ạ. Đây, các đường áo đây. Đó, quý vị phải đến xem thực tế thì mới biết được. Đây, bàn tay tôi rất là to đây, mà tôi luôn vào đấy ạ. Đục có đẹp không ạ? Và đây, cái dây rẻ đấy ạ, người ta đục ra nhìn tỉa ra không gì khác gì ở ngoài thực luôn. Và xuống tới chân, chân từ các bàn chân, ngón chân của cụ đấy ạ. Đó, quý vị thấy là y xì như thật luôn, không khác một tí gì luôn. Và các cái tà áo vẩy ra đây. Đó, rất là đẹp. Và cùng với đó là đục các cái cuộn sóng ở dưới này, tỉa tách rất là đẹp. Đó, dưới đế đấy ạ. Và đây tôi quay mặt sau cho quý vị xem. Từ những cái lón này được tỉa ra. Đó, và đây là mặt sau. Các tà áo từ sau đây cũng là tơi tả luôn, y xì như ngoài đời thực luôn ạ. Đó. Và quý vị có thể search Google để tìm hiểu thêm ý nghĩa của pho tượng cụ Đạt Ma Sư Tổ như này, sẽ mang lại thật nhiều sự may mắn cũng như là tài lộc đến cho người kê. Và đây, tất cả đằng sau này quý vị xem đây ạ. Gỗ hương đỏ, hương rất là vân luôn, vân gần đỉnh cao luôn. Đó. Ở những tảo đấy ạ, tôi thò tay vào đây, cả bàn tay tôi luôn vào đấy ạ. Úi dồi,
quá là to luôn, cũng như là bê mà đây mặt sau. Và ngoài Ford Kudatma này ra thì cơ sở đơn vị chúng tôi còn bán rất rất nhiều những món đồ gỗ khác theo lối cổ truyền. Thì kính mong quý vị có thể bớt chút thời gian là về trực tiếp tại đơn vị của chúng tôi để xem cũng như là mục sở thị những cái sản phẩm mà chúng tôi trưng bày, để lựa được cho mình những cái món đồ tốt nhất và phù hợp nhất với không gian nội thất của nhà mình. Và đây tôi quay trên đỉnh đầu của cụ đấy ạ. Đó, quý vị thấy là gỗ xỉ đét luôn. Đó, xỉ đét luôn, nành nặn nục lõi, không nỗi gì cả. Và đây đằng trước đằng sau tôi review thật kỹ. Và quý vị nhìn ở trên video như này thôi, và Ford này là cao tận là 1m58, cao đỉnh hết đỉnh đây là 1m58, cao như người bình thường luôn là thưa quý vị. Đó, rất là to và khủng luôn. Để mà nói lựa được cục gỗ như này cũng như là nghệ nhân thổi hồn vào Ford như này thì quá là khó luôn, cũng như là hiếm. Đó. Và tôi quay xa tổng thể lại một lượt nữa để cho quý vị cùng ngắm lại Ford Kudatma đây. Và quý vị xem video clip của chúng tôi thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Cúc Bùi Tuấn để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang lên ngay. Và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video clip của chúng tôi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.